Khi quan hệ người bạn trai không xuất vì ít thời gian bên mình và không muốn giữ cảm xúc nhớ người yêu sau khi rời đi, sinh lý ảnh bình thường, ảnh luôn quan tâm đến cảm xúc, đầu tư thời gian vật chất, muốn cưới mở ngoặc đã yêu 2 năm, vậy ảnh fall in love chưa anh? Em tả những cái này làm sao mà trả lời được. Khi quan hệ người bạn trai không xuất, em ơi cái này á, anh thấy nó ngược lại với fall in love á. Anh thấy là anh ta có những cái chăm sóc em về mặt, anh thì anh nhận định như thế này là theo cái em tả nha, anh thấy anh ta có chăm sóc em về mặt trách nhiệm. Em nói là khi quan hệ người bạn trai không xuất, đó là một cái dấu hiệu xấu. Nó xấu đây không phải là vì anh ta không xuất mà là xấu, đó đã là một cái xấu rồi. Và xấu đây không phải là vì anh ta bị yếu sinh lý, vậy anh không biết, tại vì anh ta cũng có thể có bệnh, nhưng mà xấu ở đây là em có những cái quan hệ và làm đã làm cho anh ta tụt cảm giác, tức là sự ham muốn của anh ta đã giảm. Nếu như nó đúng là như vậy thì không phải là FIL là fall love đâu, mà là fall out of love. Những cái hành xử của anh ta với em nó có thể nặng tính trách nhiệm. Những người đàn ông, người ta tỏ là người đàn ông tốt, đàn ông tốt họ quan tâm, họ chăm sóc, họ làm những cái điều đó, nhưng mà ở cái phần cảm xúc em sẽ thấy khó khăn ít. Và nếu như mà cưới hôn nhân về nha, nếu như cái tình huống mà anh đang nói là đúng như anh nói, cưới hôn nhân về thì là thảm họa, tại sau đó anh ta sẽ có người phụ nữ khác, tại vì anh ta vẫn có cái nhu cầu phải yêu một người nào đó. Cho nên ở đây em nói là sinh lý anh ta thì bình thường, mà anh ta quan hệ thì không xuất, nó nói lên cái sự nồng nàn không có, cái sự ham muốn đó nó đã mất đi rồi, vì em đã quan hệ với anh ta nhiều quá, cho nên không phải là vô lớp đâu mà đã hư rồi. Còn nếu như anh ta bị bệnh sinh lý thì cái đó dễ giải thích, và nếu như anh ta bị bệnh sinh lý thì em nên giúp anh ta chữa, đừng để nó như vậy. Và nếu như anh ta bị bệnh sinh lý như vậy thì anh không biết sao, mà nếu em đồng ý về hôn nhân cũng có thể em sẽ gặp rắc rối về con cái, về có thể em sẽ có cái cảm giác không được chồng mình yêu mình. Ok, còn cái phần còn ngoài là có gì nữa đâu, em chỉ đưa ra yếu tố thôi. Còn phần mà anh ta quan tâm cảm xúc, đầu tư vật chất, đó là những cái mà có thể nhiều người đàn ông có trách nhiệm. Em thấy rất là nhiều người đàn ông tới hôn nhân, người phụ nữ cũng đến hôn nhân, một cặp cứ một cặp có hôn nhân là có một nam một nữ, mà em thấy cái khả năng ly hôn họ rất cao, rất là nhiều cặp. Anh nói cái này nha, là khoảng chừng chắc cũng gần một nửa các cặp là khi người vợ có đứa con đầu lòng á, hay là khi có bầu á, là em thấy nó bắt đầu có rắc rối. Nó chứng tỏ là ở ngay cái thời điểm hôn nhân á, nó không nên là cái hôn nhân, nó chưa, hoặc là nó đã hư rồi, nó chưa nên là, hoặc là nó bị hư, và đại đa số là hư ở cái mức mà không nên cưới. Đó lý do tại sao ly hôn khủng khiếp, và số không ly hôn ở lại thì là đau khổ rất nhiều nha. Anh không nói tất cả, sẽ có một cái số được hạnh phúc chứ không phải không, nhưng mà em thấy là ly hôn thì gần một nửa, ở Việt Nam gần một nửa, ở Mỹ là hơn một nửa, ở một số quốc gia ở châu Âu là 2/3, 60 mấy% ly hôn, ghê thì đó. Ok, tuy nhiên cái này nó nói lên là gì biết không, cái hôn nhân nó không có phải là cái chứng nhận của sự hạnh phúc. Thực ra em thấy cả một nửa sẽ ly dị, cho nên là no no hên xui, cái này hơi thấy cả một cá mình đặt cái việc hôn nhân coi là một cái dấu hiệu tốt. No, ok, cái chính xác nhất là cái tình cảm. Em coi được cái tình cảm thì em biết chắc luôn, không cần phải đoán gì. Anh ơi, em và người yêu 23 tuổi, em biết mình sai khi một năm gần đây em quá áp lực chuyện công việc mà bỏ bê giá trị bản thân, nên luôn có cảm giác tự ti phụ thuộc vào anh. Tuy nhiên em áp dụng The Rules, à cái cuốn sách The Rules của cô Ellen Ellen Fine và Sheree Snyder, nhưng cứng nhắc làm anh tổn thương nhiều. Anh đã luôn quan tâm theo đuổi và rất yêu em suốt 3 năm, đã hỏi em về chuyện dự định tương lai nhiều nhưng em không trả lời. Mới đây anh muốn chia tay em vì anh mệt mỏi. Nghe khi mà em nói anh ta mệt mỏi, anh biết chuyện gì đã xảy ra. Khi người đàn ông nói mệt mỏi biết chuyện gì xảy ra, hết cảm xúc với em mà đã thích một người khác rồi. Mở ngoặc mấy tuần sau anh đã úp ảnh người mới nhưng không rõ mặt ạ. Em thực sự đã bỏ lỡ một người yêu thương em rất nhiều. Bây giờ em sẽ cố gắng thay đổi thành người phụ nữ quyến rũ. Thì liệu sau này đến, nếu anh ấy độc thân thì còn tình yêu với em nó quay lại theo đuổi em nữa không ạ? Mèo ơi, thấy thương em quá. Nói như thế nào ta? Khi em trở thành người phụ nữ quyến rũ em sẽ được hạnh phúc. Nói như thế này để em hiểu này. Khi em trở thành người phụ nữ quyến rũ thì chắc chắn em sẽ được hạnh phúc. Và khi em đã hạnh phúc thì người đàn ông nào cũng không quan tâm. Tại vì cái người đàn ông mà đến với em và em hạnh phúc là người đàn ông đó phải là người đàn ông xứng đáng. Vì sao? Vì em đã là người phụ nữ quyến rũ. Cho nên một khi em đã là người phụ nữ quyến rũ thì anh không lo cái chuyện người đàn ông đó có tốt hay không, có thành đạt hay không, có yêu em không, anh lo. Tại vì chắc chắn phải vậy, tại người phụ nữ quyến rũ là phải người đàn ông như thế thì mới họ mới chấp nhận được, thì cái mối quan hệ nó mới đến được. Okay. Và một khi em đã thành người phụ nữ quyến rũ thì thằng cha này em không quan tâm.
Cái câu hỏi của em nó lại là như thế này à, biết sao đưa ra cho em hiểu được một cái trạng thái là khi em đã trở thành người phụ nữ quyến rũ thì em lại là không có cần cái cảm giác em đang bị đeo đuổi đây. Em thấy trong cái câu hỏi của em thể hiện một cái cảm giác bị phụ thuộc nặng nề không? Nè, liệu sau này nếu anh ấy độc thân còn tình yêu với em để quay lại theo đuổi em nữa không ạ? À? Em thấy không? Ở trong cái việc thành người phụ nữ quyến rũ. Giống như câu hỏi này, anh Tuấn ơi, em là một cái kẻ giết người á, thì em là một cái người ác á, thì sau này em cố gắng em là thành người tốt lại thì em giết người người ta có đau không anh? Đại loại vậy đó. Em giết người có được không anh? Có thấy tốt đẹp hơn không anh? Cái lúc mà em trở thành người tốt á, còn hồi trước em ác lắm, em giết người như ngoé vậy. Nhưng mà sau này mà nếu như em tốt lại đó, em hạnh phúc và em giết người người ta có đau không? Chắc người ta không đau đâu hả? Em ơi, khi mà em trở thành người tốt, em không muốn giết người. Anh không tìm ra được một cái nào nó rõ cho em á. Còn một khi mà em vẫn muốn, anh Tuấn ơi, em muốn thành người tốt nhưng mà em phải giết cái thằng đó. À, em phải giết cái thằng đó mà em giết thằng người đó để em thành người tốt. Không được. Không được. Một khi thành được người phụ nữ quyến rũ thì là không có bị phụ thuộc người đàn ông. Mà nếu như đã phụ thuộc một người đàn ông nào đó thì không thể xây ra thành người phụ nữ quyến rũ được. Hiểu không? Vậy đó, cái hỏi của em thấy thương ở chỗ đó. Không tả được cái trạng thái đâu, tìm một cái ví dụ nào trong cuộc sống mà tả ra cái đó nó khó lắm. Ok. Tiếp tục nè. Học lớp Zoom được tới trái tim chàng, em biết mình hành xử sai rất nhiều nhưng chắc em khập khiễng quá nhiều nên rất dễ rung động, không làm chủ được cảm xúc. Khi em nhận ra được điều đó là em đang bắt đầu trên cái lộ trình chữa lành. Lý trí em biết em nên phải dừng lại nhưng anh cứ nói vài câu là em lại mềm lòng. Em quen anh và đã quờ hờ tờ giờ. Em biết anh tuột cảm xúc nên em quyết định dừng lại, xóa số điện thoại và chặn hết mọi liên lạc. Bây giờ em phải làm sao để học lớp của anh mà không biết cách áp dụng thực tế một cách sáng suốt nhất có thể anh nhỉ? Em cảm ơn anh, em chưa lành được thì những cái kiến thức kia mặc dù em biết nhưng cái khả năng em thực hiện được nó, đương nhiên em biết thì nó sẽ tốt hơn không biết nhiều, nhưng mà em chưa ở trạng thái sẵn sàng thì em thực hiện nó sẽ đỡ được một phần thôi. Cái em đang bị nặng hơn là cái phần em bị tổn thương, thì tổn thương thì mình phải chữa lành. Khi em chữa lành thì những cái kia em sẽ áp dụng nó sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều. Cho nên bây giờ cái cần phải làm là chữa lành cho mình. Anh đang cố gắng ra cái lớp trong tháng, thú thật em, anh đã ra một cái phương pháp và anh hữu hình hóa cái phương pháp đó. Anh không biết có ai xài phương pháp này chưa, nhưng mà trong một lần tư vấn anh chợt nhận ra, anh chợt tức là nhiều người hiểu về nỗi đau, các thiền sư họ hiểu về nỗi đau, các chuyên gia tâm lý về nỗi đau họ hiểu về nỗi đau, và phân tích hai trường phái khác nhau hoàn toàn. Một trường phái là đo lường chứng minh nỗi đau và ra phương pháp trực tiếp vào chỉnh sửa nỗi đau. Một trường phái phương Đông á là không cần đo lường cái gì á, mà qua quan sát mà nhận ra cái cách để làm. Và hai trường phái đó hay, cái đó phải công nhận hay, khi nhận ra cái điều đó hay. Còn anh á là anh muốn ra một cái phương pháp đơn giản và nó giúp người ta tập để người ta vượt qua nỗi đau. Tuy nhiên để tập được cái đó họ là phải có cái nền tảng về nỗi đau, họ phải hiểu được cái đó. Ok, cái giá trị, cái tác động của nó như thế nào nào, thì lúc đó sau đó ra phương pháp cho họ. Anh đã ra thì anh sẽ ra cái lớp đó và cái phương pháp nó sẽ chỉ cho các bạn. Câu trả lời của anh cho em là như vậy đó, tức là em phải áp dụng thực tế một cách sáng suốt nhất. Như thế nào, thực ra nó không phải là áp dụng như thế nào mà em đang bị mất thăng bằng, em cần phải thăng bằng, em cần phải, đó là một cái như anh nói, nó là trách nhiệm một con người. Em mình sống trong cái cuộc sống này mình phải làm điều đó. Ok, mình không làm thì mình sẽ khó sống được hạnh phúc thôi chứ gì thế. Cái lớp chữa lành đó bây giờ tới ngày hôm nay anh nói thật là anh đã ra được cái đó và anh rất vui. Bây giờ anh bắt đầu anh đặt thành cái nội dung cái lớp và sẽ ra một cái lớp Zoom cho các bạn. Rất là nhiều bạn vẫn nhắn tin anh hàng ngày và anh nói thật các bạn là anh đọc tin nhắn, anh trả lời là sẽ có, anh trả lời rất nhanh. Là vì sao? Là vì quá nhiều tin nhắn cho nên đôi khi đừng có giận anh. Nhiều khi anh trả lời rất là ngắn là vì sao biết không? Có quá nhiều tin. Đôi khi anh thả cho các bạn tìm, nó có nghĩa là gì không, là anh đã đọc ấy. Ok, anh đã nhận cái rồi anh đưa, cho nên tức là làm gì em viết không thấy anh nói chứ anh thả tim không à. Anh thả tim là anh đã đọc ấy. Tức là anh bấm phím shift và cái dấu lớn hơn, sau đó anh chạy lên gõ số 3 cái xong anh enter, thấy không? Shift 3 enter quen rồi, nó lẹ lắm, anh không xài chuột. Shift 3 shift shift nhỏ hơn, shift rồi bấm nhỏ hơn cái, xong rồi ngón tay này chồm lên bấm số 3 rồi ngón út này bấm enter. Nó cái vậy đó, đôi khi lộn á, là lâu thấy bấm vô dấu phẩy á, là biết là chưa bấm phím shift á. Bấm không kịp phím shift là bấm lẹ quá, bấm cái dấu nhỏ hơn nhưng mà không bấm shift thì nó thành cái dấu phẩy, phẩy ba. Ủa anh Tuấn nó viết gì phẩy ba?
lộn á, đúng ra là nó thành trái tim, nó nhỏ hơn ba là nó thành trái tim khi mà enter đó, là vậy á. Đôi khi bạn nói ủa tôi em không hiểu à, thả tim mà biết sai. Ok tiếp tục nè, nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.